Chuyên viên thính giác trị liệu Lê Vũ tận tình phục vụ quý đồng hương, giúp chúng ta nghe rõ để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn. Quý đồng hương nên đi khám thính giác để được ngăn ngừa và điều trị sớm. Quý đồng hương có thẻ pension hoặc thẻ cựu quân nhân sẽ được tặng máy trợ thính miễn phí. Quý đồng hương đã và đang đi làm ở những hãng xưởng ồn sẽ được hưởng quyền lợi bồi thường. Quý đồng hương có bảo hiểm tư sẽ được dùng phúc lợi đó cho máy trợ thính. Phòng khám thính giác của MC đầy lòng nhân ái Lê Vũ mà quý vị đã thương mến trong những chương trình từ thiện, trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa của cộng đồng, luôn mở rộng cửa đón chào quý đồng hương. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 ở hai phòng khám. Địa chỉ ở Capramatta là lầu 1 số 90 John Street, địa chỉ ở Bankstown là lầu 1 số 310 Chapel Road. Số điện thoại 0401-676-766. Đi Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, với 112 ca nhiễm mới trong cộng đồng ngày hôm nay, thì có lẽ việc phong tỏa tại khu đô thị Sydney mở rộng sẽ không thể nào chấm dứt được vào thứ Sáu tuần này, tức là ngày 16 tháng 7. Vấn đề là thủ hiến Gladys Berejiklian sẽ quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm bao lâu nữa sau ngày 16 tháng 7. Tình hình lây lan tại khu đô thị Sydney ngày càng có chiều hướng tương tự như đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ nhì tại Melbourne hồi tháng 7 năm 2020. Và câu hỏi được đặt ra là Sydney cần phải học hỏi những kinh nghiệm gì từ Melbourne để có thể chặn đứng được đà lây lan lần này. Trong bối cảnh này thì việc chủng ngừa lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, và chính phủ vào cuối tuần qua cũng đã phát động chiến dịch chủng ngừa mới với hy vọng là cư dân Úc có thể sẽ hưởng ứng một cách mạnh mẽ. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 3 giờ chiều hôm nay của Việt Face TV, thứ Hai ngày 12 tháng 7 năm 2021. Sydney cần học hỏi những lỗi lầm và kinh nghiệm của Melbourne. Đài ABC ngày hôm qua đã nêu ra những câu hỏi cần thiết và so sánh với những lỗi lầm, cũng như kinh nghiệm mà Victoria đã trải qua trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ nhì hồi giữa năm 2020. Câu hỏi thứ nhất được cho là quan trọng nhất, đó là ai được cho là người có tiếp xúc gần, tức là close contact. Tại Victoria trước đây, số người được coi là có tiếp xúc gần cho mỗi ca dương tính là khoảng 100 người. Đây là con số khá cao vì Victoria đã phân những người tiếp xúc gần gồm 3 thành phần, bao gồm cả người tiếp xúc trực tiếp với các ca dương tính, tức là close contact, và những người tiếp xúc với các trường hợp close contact, tức là casual contact, và thứ ba là những người đã tiếp xúc với những casual contact này, tức là cả 3 thành phần này đều được coi là có tiếp xúc gần. Cũng bởi lý do ấy mà mỗi một ca dương tính tại Victoria thường có đến 100 người tiếp xúc gần. Trong khi đó thì hiện nay tại New South Wales, người tiếp xúc gần chỉ đơn giản là những người close contact mà thôi. Bởi lý do ấy mà nhân số tiếp xúc gần tại New South Wales thấp hơn rất nhiều so với tại Victoria. Trên căn bản này thì số người có tiếp xúc gần được loan báo ngày hôm qua Chủ nhật đã tăng lên gấp đôi, từ 7.000 lên thành 15.000, là một con số quá thấp và có thể không phản ánh đúng thực tế, mà con số thật sự trong thực tế có thể sẽ lên đến khoảng 700.000 người. Câu hỏi thứ nhì là việc đi mua sắm những vật dụng thiết yếu là gì? Thủ hiến Gladys Berejiklian đã từ chối đưa ra một định nghĩa chính xác, vì lý do là vật dụng thiết yếu cho người này lại có thể không thiết yếu cho người khác. Cư dân Victoria đã học hỏi một cách thực tế cái gì là thiết yếu và cái gì là không thiết yếu, và ngay cả một vài vật dụng thiết yếu cũng được mua với hình thức online. Thí dụ cụ thể là việc đi mua đồ chơi cho trẻ em có phải là thiết yếu hay không? Và nếu là thiết yếu thì tại sao không mua dưới hình thức online? Hiện nay thì tại New South Wales, cư dân vẫn đang có những lỗi lầm tương tự như cư dân Melbourne. Ngoài ra, do đại dịch của một thế kỷ trước đây, tức là đại dịch cúm Tây Ban Nha hồi năm 1918-1919, mà hiện nay hầu hết tại các nước, kể cả tại Úc, đều có bộ y tế và y sĩ trưởng, và cấu trúc này đã không ngừng cải thiện qua thời gian. Nhưng đôi khi, việc chia sẻ thông tin vẫn không được hữu hiệu, mặc dù lần này thì tại Úc, Thủ tướng Morrison đã thành lập Hội đồng Nội các Quốc gia. Bên cạnh đó thì các giới chức thẩm quyền cần được nêu lên những câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Nhưng hiện nay trong đại dịch COVID-19,
thì thủ tướng và các thủ hiến đôi khi nhận được những câu hỏi từ giới truyền thông không giúp ích gì cho việc phòng chống đại dịch. Chính phủ liên bang phát động chiến dịch quảng cáo chủng ngừa mới. Chính phủ liên bang trong vấn đề phát động chiến dịch chủng ngừa đã bị nhiều chỉ trích là không hữu hiệu, mặc dù quảng cáo đầu tiên đã được phổ biến từ nhiều tháng nay, sử dụng hình ảnh của cựu phó y sĩ trưởng liên bang, vốn là một bác sĩ chuyên môn. Mục đích của sự xuất hiện trong quảng cáo này là để khuyên cư dân đi chủng ngừa, nhưng quảng cáo đầu tiên này được coi là không hữu hiệu. Tuy nhiên, mức độ không hữu hiệu có lẽ không phải vì hình ảnh đã sử dụng trong quảng cáo, mà chính là sự hạn chế vaccine, đặc biệt là vaccine Pfizer. Nay thì trong bối cảnh nguy cấp của vùng Sydney mở rộng, thì chính phủ đã đưa ra một bảng quảng cáo mới gồm hai thành phần. Thứ nhất là thành phần cư dân được chủng ngừa, tức là hình ảnh cánh tay đã được chích ngừa, và hình ảnh còn lại mô tả bệnh tình trầm trọng của bệnh nhân. Quảng cáo này đã bị chỉ trích vì không có bác sĩ nào xuất hiện trong việc chữa trị và đã để bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Tại Mỹ, chiến dịch quảng cáo bao gồm hình ảnh và phát biểu của các vị cựu tổng thống như Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama. Trong khi đó, thì tại nước Anh là những minh tinh màn bạc và ngôi sao âm nhạc. Tại Úc thì chính phủ chưa sử dụng những ngôi sao trong lĩnh vực phim ảnh hoặc âm nhạc, thay vào đó chỉ sử dụng các chuyên viên y tế hoặc những người bình thường trong xã hội. Thật ra không ai biết được tác dụng thực sự của các hình ảnh quảng cáo, vì cuối cùng thì tiến độ chủng ngừa chậm chạp tại Úc là hậu quả của nhiều lý do, từ việc thiếu hụt vaccine và việc cư dân lơ là, hoặc ảnh hưởng của tập thể những người chống đối chủng ngừa, hoặc những người hoài nghi và thiếu tin tưởng vào sự an toàn của vaccine. Chỉ trích sự hữu hiệu của một chiến dịch thì tương đối dễ, nhưng phổ biến một chiến dịch quảng cáo để đối diện với nhiều vấn đề khác nhau cùng một lúc thì không phải lúc nào cũng thành công. Nhiều thập niên trước đây, chính phủ đã sử dụng hình thức quảng cáo tiêu cực để gây nên sự sợ hãi trong cư dân về bệnh liệt kháng HIV. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hình thức quảng cáo này nay không còn hợp thời. Khoa học gia Úc tham gia nỗ lực phát minh vaccine chống chủng biến thể trong tương lai. Ngay trong thời kỳ cao điểm của đại dịch, đặc biệt là sự lây lan nhanh chóng của các chủng biến thể, mà các chuyên gia và các nhà khoa học trên thế giới đã nghĩ đến một loại vaccine vượt qua thế hệ vaccine hiện tại, nhằm đối diện với những chủng biến thể trong tương lai, và một số khoa học gia tại Úc cũng đã tham gia vào nỗ lực này. Một cách cụ thể thì hiện nay có một nhóm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đang hợp tác cùng với Viện Nghiên cứu Y học tại Bệnh viện Westmead ở Sydney. Trong số những khoa học gia tham dự vào chương trình này, có bác sĩ Eunuch Lee, là một chuyên gia chuyên ngành toán học và vi tính, cùng với giáo sư Tony Cunningham, là một trong những chuyên gia về dịch tễ học. Nhóm chuyên gia này hiện đang nghiên cứu sự vận hành của vaccine COVID-19. Giáo sư Cunningham nói rằng, nhóm chuyên gia này đang học hỏi từ những dữ kiện đang có. Riêng tiến sĩ Eunuch Lee thì nghiên cứu về sự phát triển của virus trong quần chúng, trong khi giáo sư Cunningham thì nghiên cứu về sự phát triển trong quá trình sản xuất các loại vaccine. Hiện nay có 8 loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chuẩn nhận, đó là Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm và Sinovac. Tuy nhiên, chủng biến thể đã xuất hiện tại nhiều nơi, nên việc tìm kiếm một vaccine thích hợp vẫn đang được tiếp tục. Theo tài liệu của WHO, thì hiện nay có khoảng 300 loại vaccine đang trong thời kỳ nghiên cứu và phát triển. Và trong số này có 105 loại vaccine đang được thử nghiệm trên cơ thể con người, tức là thử nghiệm giai đoạn 3, và 184 loại vẫn đang còn trong giai đoạn 2, tức là trước giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Các khoa học gia coi những loại vaccine này là thế hệ tương lai, trong khi đó thì những khoa học gia khác thì đang nghiên cứu về một loại vaccine bồi dưỡng, tức là booster. Trong cả hai tiến trình nghiên cứu là vaccine thế hệ mới mRNA và vaccine bồi dưỡng booster đều có sự tham dự của các khoa học gia Úc. Hiện nay, nhiều dự án đang được thực hiện tại Viện Đại học Flinders ở Nam Úc và Viện Đại học Sydney, cũng như tại Viện Nghiên cứu Doherty ở Melbourne. Đại dịch COVID-19, chủng biến thể Delta cản trở sự phục hồi trên thế giới. Nhiều người lạc quan đã từng hy vọng rằng đại dịch COVID-19 có thể kiểm soát được và nền kinh tế thế giới có thể được phục hồi nhanh chóng. Và trong thực tế thì nền kinh tế thế giới cũng đã bắt đầu phục hồi ở nhiều mức độ khác nhau tại nhiều nơi. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiều chủng biến thể, đặc biệt là chủng biến thể Delta hiện nay,
thì phiên họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G20 lại cảnh báo rằng sự phục hồi của nền kinh tế thế giới đang bị đe dọa bởi chủng biến thể, và đặc biệt là kế hoạch chủng ngừa chậm chạp ở nhiều quốc gia. Phiên họp này hiện đang diễn ra tại thành phố du lịch Venice của Italy. Chủng biến thể Delta phát xuất từ Ấn Độ và nay đã lan tràn ra gần 100 nước trên thế giới, và hiện nay nhiều quốc gia đã phải dồn nỗ lực để chặn đứng đà lây lan của chủng biến thể này. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tại châu Âu, thì chiến dịch chủng ngừa hiện nay vẫn chỉ tương đương với 44% cho thành phần từ 18 tuổi trở lên. Mặc dù Liên Âu đã khoe khoang là mức độ chủng ngừa tại châu Âu đã thực hiện được với 70% dân số. Riêng tại nước Nga thì vẫn còn 54% cư dân không tin tưởng vào chủng ngừa vaccine Sputnik V. Và mặc dù cho đến thời điểm này thì các loại vaccine đã phần nào hạn chế được sự lây lan, nhưng lo ngại vẫn còn tồn tại là các loại vaccine hiện hữu không thể đối phó được với các loại biến thể đang có mức độ lây lan thần tốc như chủng biến thể Delta. Cuối cùng là tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Thêm 1.945 ca nhiễm mới ngày hôm qua. Việt Nam tiếp tục đạt kỷ lục mới mỗi ngày, khi mà ngày 9 tháng 7, Việt Nam đã có 1.616 ca nhiễm cộng đồng. Và con số này tiếp tục gia tăng trong ngày 10 tháng 7, tức là lên mức 1.844 ca. Và hôm qua Chủ nhật 11 tháng 7, thì Việt Nam đã ghi nhận kỷ lục mới của chính mình là 1.945 ca nhiễm trong cộng đồng. Và dĩ nhiên Sài Gòn vẫn tiếp tục dẫn đầu với 1.397 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Sài Gòn tính đến chiều tối hôm qua lên mức 13.012 ca. Ngoài việc gia tăng số ca dương tính, thì Việt Nam cũng đã liên tục có ca tử vong vì COVID-19 trong những ngày qua. Cụ thể thì vào ngày 10 tháng 7, Việt Nam đã có 2 ca tử vong, là một phụ nữ 59 tuổi ở Sài Gòn và một phụ nữ 64 tuổi ở Bắc Giang. Trong khi ngày hôm qua 11 tháng 7 thì Việt Nam cũng tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca tử vong mới ở Đồng Tháp, gồm 2 phụ nữ 43 và 52 tuổi và một người đàn ông 59 tuổi, nâng tổng số người tử vong tại Việt Nam vì COVID-19 lên thành 129 người. Đứng thứ nhì sau Sài Gòn vẫn là Bắc Giang với 5.714 ca nhiễm. Bắc Ninh đứng hàng thứ 3 với 1.663 ca nhiễm. Bình Dương đứng kế tiếp với 1.502 ca nhiễm, trong khi Đồng Tháp cũng đã có 578 ca và Hà Nội đã có 504 người dương tính. Trong số các địa phương nói trên thì tốc độ gia tăng số ca nhiễm tại Bình Dương là cao nhất và hiện nay Bình Dương đã cán mốc 1.500 ca nhiễm cộng đồng. Trước nguy cơ này mà tỉnh Bình Dương đã tuyên bố là 7 trong số 9 khu đô thị đông dân nhất của Bình Dương sẽ bị giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đặc biệt là sau khi dịch bệnh đã xuất hiện ở 48 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh, Bình Dương đã kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị, máy thở, nhân lực, đồng thời gỡ vướng về cơ chế mua sắm máy, sinh phẩm xét nghiệm nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong khi đó, thì tại Cần Thơ, chiều hôm qua 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày hôm nay 12 tháng 7. Riêng địa bàn quận Ninh Bình và quận Cái Răng thực hiện theo tinh thần chỉ thị số 16. Điều này cho thấy là dịch bệnh đang bắt đầu lây lan mạnh không những tại Sài Gòn mà tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng tiêu cực vì chủng biến thể Delta lần này. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.